Má ai xả đất nhẹ heo trời. Ủa má con này bự. Con này bọc hả? Con này lên bọc hả? Vậy cho nó lẹ. Chào mọi người. Hôm nay mình đi câu cá ở cái hồ của cái anh này. Thì cái hồ này á, anh nói là cái vé là 5 triệu một cần. Lúc đầu mình tưởng 5 cần 1 triệu chứ, nhưng mà nghe kỹ lại thì 5 triệu một cần. Cá thì câu xong thả xuống. Ở trong này là có đầy đủ nha. Là có ba ba nè, có cá cha, cá cha mười mấy ký luôn à, cá lăng, lăng đuôi đỏ mười mấy ký nè, đê cũng mười mấy ký luôn. Nói chung cái ao này nó lâu đời lắm rồi. Ba ba thì con lớn nhất phải 4-5 ký. Cá lóc thì binh thiên luôn á, cá lóc nhiều lắm, đủ thứ cá mùi rồi. Nói chung là có cá tai tượng nữa. Chưa thấy cá tai tượng nó lên. Mới sáng chắc nó chưa lên. Rồi coi thử mình câu được cái gì nha. Con nãy nằm đây nó lên nè. Cái chừng gãy cả. Không có không bứng được con đâu. Có lấy không? Cái kèm đúng rồi. Dạ đúng rồi. Là cá gì mà nó ăn lua chạy dữ vậy? Lóc. Ủa, kìa mang vô rồi đúng. À, cần này cứng không? Thôi nắm dây cho chắc. Cứng. Nuốt vô trong. Không, không cần, không cần. Kẹp lại đó, gỡ tay nha. Nãy gỡ con kia gỡ tay bậy. Chạy dữ ha. Còn khỏe quá trời. Lâu lắm rồi mình mới đi câu cá lóc á mọi người. Chắc cũng 6-7 tháng rồi mọi người. Khoảng chừng 6 tháng trước có đi hút lệ. Tới giờ thì mới đi lại nè. Kiểu như mình cũng câu cá lóc thì mình không có cảm giác bằng câu cá nước mặn. Tại vì nó cái sức chạy nó cũng không có nhiều. Thỉnh thoảng câu thì cũng vui, câu coi cá nó táp ở trên mặt nước này nọ cũng vui. Lên luôn hả? Thank you.
trứng không là trứng luôn. Má cá nhiều đi đủ. Trời ơi, con này có dở quá. Con không đèn quát lửa chạy giờ. Quát đâu đi coi á. Đi coi. Anh đưa. Con này 3kg 4kg. Có cái rổ không được em. Chiên xù. Rổ sao bác? Sao bù giỡn. Cái lớn dạ bò. Quá chơi lớn dạ bò. Thấy nó đang ngớp 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 đây. Để ngàn của nó quất luôn à. Con này dai sức lắm à. Con này nó dai sức lắm à. Có cuộc, có cột nè. Chạy vô cột nè. Chiếc vô. Em đó. Phi quá trời luôn nè. Em kêu có phi nấu ăn. Có cái rổ mà cột mấy cái dây á. Đâu có răng đâu vậy hả? Gà chó gì đâu? Đâu có răng đâu phải không? Bỏ chứ, có răng lên cửa chua chua chứ. Gà bỏ nó gì đâu? Gà chua gì bỏ hết vô đây. À, chú hãy cho phi lại hả? Cho phi giữ lại, cho trồn á. Dạ, hành chi. Tới hôm nay anh chắc tới đâu hả? Ừ. Tới rồi mới ăn mùa giả à? Dạ, dạ. Mới ăn mùa giả. Tôi có mấy con cá giống để... Chừng lấy cho tay vậy bì. Dạ. Cá này này. Cá tây thường nhỏ thì nhiều một cá. Từ từ nó có cái vợt thì sẽ chóc. Tôi chụp lòng như nào á. Này để cho nó thành cá la hán luôn. Cá này nó khỏe lắm. Cái giống chú thả như vậy hả? Nhỏ nhỏ vậy hả? Cá tượng hả? Cá tượng nhỏ thì cỡ này thì nhiều lắm, còn có mấy cá lớn này. Cái này chắc là chú chờ khách, có kho có khách là câu là ăn luôn đúng không? Không, không, không ăn. Nếu không ăn hả? À, để cho đẹp luôn, có 5 con. Yeah. À, có 5 con hả? Một con cá đỏ nè, con cá la hán đỏ nè. Yeah. Con này cũng già. Lâu rồi để cho thành bù đầu luôn. Dạ. Nãy giờ cũng thả mấy con nhiều quá đúng xuống la đúng nè. Thank you.
cá lóc 8 à? Giờ mới được con à. Móc cái mép ngoài chút xíu mà này hồi mà mình kéo căng nó cũng bung ra mà. Hay á. Để ngoài luôn, ngoài luôn. Đây nước hả? Nước đây. Ê, không gỡ tay tốn. Chụp luôn. Đi vô bộ sưu tập. Con này tiếng Anh gọi là gì ta? Đây chụp tấm hình luôn. The Monster Tilapia. The Monster Tilapia. Đây chụp.